Khi Nguyễn xin mến chào toàn thể đại gia thân yêu đã quay trở lại với kênh của Khi Nguyễn Vlog ha. Thì kênh của Khi Nguyễn chuyên chủ yếu nói về chim cảnh thôi bạn, đặc biệt là những cái dòng chim biết nói chuyện ở Việt Nam mình. Thì Khi Nguyễn cũng muốn đem một số những cái kinh nghiệm mà mình có được trong quá trình mà mình chăm sóc những thú cưng nhà mình, dù là thành công hay là thất bại, thì Khi Nguyễn cũng muốn làm nên những cái video mà nó chân thực nhất để gửi đến toàn thể đại gia đình thân yêu mình biết được về những cái kinh nghiệm mà nuôi chim, thuần chim, chăm sóc chim và huấn luyện chim như thế nào cho nó được tốt ha. Và để đến những với những cái thông tin chi tiết xuất hiện trong cái video ngày hôm nay á, thì các bạn cũng nhớ đừng quên nhấn subscribe ngay kênh YouTube của Khi Nguyễn Vlog ha. Nhớ đăng ký bật chuông để nhận được những cái thông tin, những cái cập nhật mới nhất về những cái dòng chim cảnh hàng ngày trên kênh của Khi Nguyễn ha. Thì trước mắt của các bạn là đây là em chim cưỡng nhà mình bạn. Hiện tại thì em ấy cũng được hơn 1 năm tuổi rồi. Thì nó cũng đã nói chào khách với lại có khách đồ cũng khá là rõ rồi. Để mình chọc cho các bạn nghe ha. Có khách, có khách. Có khách. Có khách, có khách đó. Thì bạn nghe nghe nó nói có khách không? Thì theo như cái kinh nghiệm nuôi chim của mình á, thì có một vài anh em họ hỏi mà họ kêu mình tư vấn á, thì họ có hỏi, họ comment cho mình, họ hỏi là khi mà chim tập cho chim biết nói chuyện thì mình có cần nên cho chim ăn ớt hay không, và ăn ớt có giúp cho chim là nói chuyện nhanh hơn hay không. Thì theo những cái kinh nghiệm mà dân gian của ông bà ta truyền lại bạn, thì nói là nuôi chim muốn cho chim nó biết nói chuyện thì mình cần nên cho ăn ớt và mình lột lưỡi thì con chim nó biết nói chuyện. Nhưng mà đối với cái thời điểm hiện tại bây giờ bạn, cái thời kỳ mà công nghệ nó phát triển, thì bây giờ là cám mà bạn, bạn thấy cám Thái với lại cám ớt á, thì nó đã có cái thành phần là ớt trong đó rồi, cho nên là ớt là chỉ có thể là giúp cho chim là cái hệ tiêu hóa của chim nó được ấm hơn thôi, và nó ăn vào thì giống như là nếu mà các bạn cho ớt tươi á, thì nó giống như là một cái loại trái cây ưa thích của chim thôi. Nhưng mà đối với những em chim cưỡng hay là em chim sáo các bạn, thì nó không thích ăn ớt, nó không thích ăn ớt ha. Khi Nguyễn lặp lại là đối với loài chim cưỡng, chim sáo rồi là mình có thử, mình cho mình cắt ớt nhỏ nhỏ ra cho nó ăn các bạn, thì nó không có ăn, cho nên là mình thấy chỉ có em chim nhồng thôi. Hiện tại thêm chim nhồng nhà mình nó đang bị bệnh các bạn, thì mình có lấy áo lòng mình chùm lại để không thôi nó bị ho, nó bị lây cho những em chim này. Thì hiện tại là mình thấy chỉ thấy là có mình nên em chim nhồng á là mình cắt ớt là nó ăn thôi, còn những em chim như là cưỡng với lại sáo rồi á thì mình cắt ớt nó không ăn bạn. Đó là cái vấn đề mà ăn ớt ha. Còn cái chuyện mà lột lưỡi cho chim để cho chim mà nhanh biết nói chuyện á, thì cái vấn đề này có nhiều bạn rất là hiểu hiểu sai vấn đề. Tại vì lột lưỡi chim á là trừ khi nào con chim nó đã biết nói chuyện rồi thì mình lột lưỡi sẽ giúp cho con chim cái lưỡi nó đánh lưỡi lên đó bạn, nó được là dẻo hơn và nó nói chuyện được to rõ hơn thôi. Còn nếu mà con chim mà từ nhỏ mình nuôi lên tầm khoảng chừng 6 tháng hoặc là 7 tháng đó, thì khi mà mình huấn luyện nó chưa biết nói chuyện á, thì mình lột lưỡi á thì chỉ nhằm giúp cho con chim là nó tạo nên cái cảm giác cái lưỡi là nó được nhẹ nhàng thanh thoát hơn thôi, chứ không phải là lột lưỡi là con chim nó biết nói chuyện ha. Có nhiều anh em hiểu sai cái vấn đề này đó. Thì các bạn thấy nè, và cái việc lột lưỡi á cũng nhận được cũng khá nhiều ý kiến trái chiều của tất cả các người nuôi chim bạn. Thì có người á là họ thương con chim, họ cưng con chim và họ huấn luyện đến cái độ tuổi mà con chim nó biết nói chuyện rồi thì họ nói là không cần lọc lưỡi, con chim nó vẫn biết nói chuyện. Thì cái vấn đề đó cũng đúng ha. Còn cái việc mà mình nuôi chim mình muốn cho con chim mình nó nói to rõ thì và các bạn sử dụng đúng cái phương pháp lọc lưỡi thì con chim mình nó sẽ rất là nói rất là hay và nói rất là to rõ luôn đó. Các bạn thấy có khách, có khách. Chào khách, chào khách, chào khách. Có khách, có khách. Bạn thấy chim mình nói chuyện á. Thì thôi, một số điều Khi Nguyễn cũng muốn chia sẻ với toàn thể đại gia đình thân yêu mình về biết được về những cái việc như mà cho chim ăn ớt hay là lột lưỡi chim thì nó có nó có liên quan gì đến cái việc mà huấn luyện cho con chim biết nói chuyện hay không. Thì một số điều Khi Nguyễn cũng muốn chia sẻ với đại gia đình thân yêu mình về cái những vấn đề như vậy. Thì thôi, Khi Nguyễn cũng xin cảm ơn đại gia đình thân yêu đã theo dõi cái video của mình. Chúc anh em và mọi người vui và thành công trong cuộc sống nha. Chào tạm biệt mọi người.